Ok, giờ mình ở cũng gần gần Yên Định rồi, mọi người qua đây cũng đến mười mấy phút á. Đi ra, đi ra đường nào thì mình phải ngó đường. Ok, đi đường local cũng được mà đường nào cũng được, đường nào cũng tới. Để tập tiếp theo là đi gai đình cho bà con. Trời nắng lắm mọi người, nên là qua bên đây là mình nhiều người người ta bảo vệ mắt người ta lắm mọi người, nên là mắt người ta không có bị nhăn. Còn mình là nhăn là do mình ngày đi dưới nắng, nắng nhiều cũng không tốt. Ê du du nó có cái bật gùm ghềnh cái xe luôn. Ok, giờ đi tiếp nha bà con, tập đi Yên Định đây, vòng vòng trong Yên Định ngắm cảnh trong làng trong xóm cho đẹp ha mọi người ha, ngắm cảnh. Nói chung là khu nhà Mỹ là nó cũng đẹp, nó rất là xanh sạch, ít có bụi, không khí rất là trong lành. Làm cỡ nào nó cũng phải làm cho cái không gian sống xung quanh nó rất là xanh. Nhà không có thì nó sẽ làm ở những cái công viên để mình đi dắt chó hay là đi này đi kia gì đó. Cảnh là dẫn mọi người đi đâu là cảnh cũng đẹp 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 đẹp. Có nhiều chung cư ở nên là xe nó đậu ngoài đường rất là nhiều, những cái chỗ mà nhà nhà mà single home nó giống như dạng dạng đơn lẻ đó là không có xe nhiều, như nhà nó có một cái hai cái. Từ đây đi tới Yên Định là cũng tầm 20 phút, chung gần gần khu vực của Yên Định và trên nhà nó cũng lớn lắm mọi người, mà mình chưa bao giờ mình khám và phá có điều kiện được khám phá. Hình như got you, hình như nhà hàng lẩu mua barbecue của Hàn Quốc nó nằm đây. À rồi biết rồi, hồi xưa cái nhà hàng đó mình với lại chú Đậu với gì My cũng vô một lần, với lại tiệm kem á mà chú Việt Thảo cũng có review đó mọi người, nhà hàng ăn cá nướng rồi này kia nọ đó. Qua vòng lại nó cũng có nhiêu đó à, đi là càng ra, đi là ra đường vòng vòng nhau không. Dạ, khu này xuống thì khu dạng khu nhà dạng nhà đơn đơn lẻ là nhà single home nè mọi người, thấy trước đâu có gì đâu, nhà trong tầm 600-700 không ta, 600-700 ngàn, 600-700 ngàn là bao nhiêu, 500 ngàn là 1 tỷ, tính 24 luôn thì 12 tỷ. Kia nữa là 100 ngàn nữa là 2 tỷ mấy nữa, 1 tỷ tư, 2 tỷ 8 nữa là 2 tỷ 8 với lại 12 tỷ là 14 tỷ 8, 14 tỷ 8 với mà 100 nữa là 2 tỷ tư nữa, 2 tỷ 8 là 5 tỷ 6, 5 tỷ 6 với 12 tỷ là 17, mười mấy tỷ, tỷ tỷ không? Tính trong mặt luôn nha, lặp lại tính mọi người ơi, tính tính lại nhiều khi tính 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 sai, tập tính lại nó sẽ quen thôi. Mình sẽ ra tới Yên Định này mọi người cũng khá gần, không có xa gì chứ. Ngay chỗ này ngã 6 ngã 7 là mọi người không đi quen là không biết đường đâu quẹo. Hôm nay gần cuối tuần bà con Yên Định cũng khá là nhiều, tiểu bang xa xa gần gần người ta tranh thủ cuối tuần đi qua đây mua sắm đồ ăn đồ uống rồi đi nọ. Mình trước
chờ em sau, em sau chờ em trước xong. Tới gia đình bây giờ chỗ rất là quen thuộc nha mọi người, tới ngày nằm dùng ở ngoài đây. Bây giờ hôm nay tiến chỗ gần rồi, hôm nay chắc cũng không đến nỗi nào giành giật, tại vì cũng chưa tới ngày trung tâm, ngày thứ sáu cũng được nữa. Chỗ mấy ngày kia là hơi mơ mà có chỗ nha bà con. Tới khu y định này nha bà con. Toàn là Việt Nam không á. Bây giờ là mình đi vô cái tiệm tóc anh Thảo. Chỉ tiệm tóc anh Thảo vậy. Mình cũng làm khá nhiều video à. Tóc của chị thì đi cái đường này vô nè, cái đường cái đồng hồ. Đi vô 6763 là góc bên tay phải nè. Chị này là tiệm tóc anh Thảo nè mọi người. Bây giờ có mở cửa không? Nhạc bị mất. Nhậm tóc lại cho em á. Đừng có quay chị kia tại vì hôm nay tóc xấu lắm. Ok, không sao. Nói chung là mình nhậm cái tóc ở phía sau lại chị. Dạ, chị cắt lại cho mình một xíu. Thế không biết là chị đi. Chị đi với nó. Đây. Đang hấp bánh chuối. Hấp bánh chuối chút chín, hấp một rồi là hồi là ra sợ bún sợ mì. Hấp rồi nha bà con, buồn buồn mình lấy tóc mình ra mình đi hấp trong cái tiệm tóc của chị Thảo này, bảo làm rất là dễ thương, nói chung là cũng khá là nhiều người biết rồi cũng tới đây. Khu vực mình y định mà nhiều bà con biết đó. Cái này là chỉ quay vô gương thôi nha mọi người. Dạ hả? Ờ, cô biết không, con nhìn cái cây á là con biết nó đang thiếu nước hay dư nước hay là gì. Chị này cấp tóc rất là đẹp. Con chồng con không tưới nước xong tưới tóc rồi, con nhìn nhà thấy cái bông nó rụng không á. Nó mua cái nước sắc lọc rụng vậy là anh tưới nó dư nước. Con thấy cô rợ y chang vậy đó. Cắt cho mình cái tóc. Con nhìn mấy cái cây trà vàng này, con nhìn cái sắc lá nó không biết là đủ nước, nó thiếu nước luôn. Còn nó châm cho nó. Xong rồi phải không chị? Xong rồi phải không? Xong rồi em. Cô biết không, con rảnh rồi. Rồi coi tóc này chị. Hello. Chị Cà đây. Là rất là Thái bóng ra là chị 4 dễ thương xé này. Yes, I'm very busy today. 4 năm cần xé à, chị ăn hết không? Nè. Wow. No. I'm busy today. Ăn hết không? Còn chị làm gì? Cho. Cho ai? Cho bạn bè. Ờ bữa nào con tới vườn nhà gì con coi. Xin. Cái cây hoa lan này là mỗi năm nó yes. Hai đợt hoa. Ờ cái này nhìn yeah. Nó đẹp. Yeah. Tiệm đồ chai nè mọi người, tiệm đồ chai của Thanh Vân. Bán cái gì bán đồ chai. Tiệm Thanh Vân ở Y Đình, đồ rất là ngon, nó cho đồ ngon mọi người. Làm tóc xong rồi mình đi về mình kiếm mua đồ ăn cho leo đồ ăn chay. Khu vực ở Y Đình này nhiều đồ ăn chay lắm nha mọi người, để mình kiếm mua đồ ăn chay cho leo. Mình cũng ăn đồ ăn chay để lát mình đi về mình rước leo nữa. Thank you.
Tiệm Thanh Vân nha mọi người. Mọi người muốn ăn đồ chay thì tới tiệm Thanh Vân này. Nhà hàng trong đó bán nhiều đồ chay lắm. Mình ở đây mình chờ mua bún mắm, bún quế và bún riêu. Mình về ăn còn sao. Chị này bán một tô 11 đồng rồi mọi người. Để chờ mua nữa. Thấy đi y định là tay sách nách mang à mọi người. Sách muốn náo thở luôn á. Đồ quá trời đồ luôn. Quá mệt. Đi qua mua cái nước mía này về. Mọi người ơi, đi vòng vòng tới giờ tới 2-3 giờ chiều mọi người chưa ăn được gì. Nó bụng kinh khủng luôn á. Nên là uống nước mía nha bà con. Nước mía này 1 ly 7 đồng. Rồi nó ngon. Xong rồi giờ để người về đón leo. Đón leo và chiều về nhà ăn cơm luôn. Đi vòng vòng hết. Mất thời gian. Tính tiêu nha mọi người. Mời bà con. Đói bụng quá. Bụng kinh khủng luôn. Ổn chút nha. Cho nó gió lên nó mát chút, nắng quá. Mà khinh kình cạn kình kệ á, nó không có, không có gần chỗ mình đó. Quá là xuất sắc. Ngon quá. Nước mía cũng rất là ngon. Giờ về thôi. Đi từ mấy giờ tới giờ em nhập tóc không mình hết giờ. Thì cứ chạy ca leo như mình 4 giờ nó ra. Con tháo mà muối 4 giờ rồi. Thì cho nó ăn. Ra chai. Chai Thanh Vân á. Mình mua bún riêu, bún huế, bún mắm. Thì về đổ bún ăn hả? Ok, về nha bà con. Rất là mệt đó. Cảm ơn mọi người dành thời gian coi video của em ha. Chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại. Bây giờ nắng lên nè. Bye bye.